Xin được kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Sắc màu SEA Games 32. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 32 và cũng là ngày xác định những bộ huy chương cuối cùng. Riêng breaking thì chỉ thi đúng trong ngày hôm nay với hai nội dung nam nữ B-boys và B-girl và mỗi nội dung chỉ có hai vận động viên. Breaking, cái tên nghe còn xa lạ nhưng mà thực ra lại rất quen thuộc, đó chính là breakdance, điệu nhảy đường phố gắn liền với văn hóa hip hop, lần thứ hai xuất hiện tại SEA Games và lần đầu sẽ được ra mắt tại Olympics Paris năm 2024.